Mới đây nhất thì cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ sau khi một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter xảy ra ngoài khơi Alaska của Mỹ. Trong khi đó ở tại Indonesia, động đất cũng làm nhiều người bị thương. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS, trận động đất ở Alaska xảy ra vào lúc 0 giờ 31 phút theo giờ địa phương cuối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam. Tâm chấn cách khu vực Kodiak 280 km, sâu 25 km. Thông tin mới nhất từ CNN cho hay cảnh báo sóng thần hiện đã được dỡ bỏ, nhưng tại San Francisco, các quan chức cảnh báo người dân nên tránh xa khu vực bờ biển trong 12 giờ nữa. Còn tại Kodiak thì các trường học vẫn đóng cửa. Cùng ngày tại thủ đô Jakarta, Indonesia cũng xảy ra trận động đất mạnh 6 độ Richter, khiến ít nhất là 8 người bị thương. Ít nhất 130 tòa nhà và nhiều trường học bị hư hại. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay tâm chấn sâu 44 km, nằm cách thủ đô Jakarta khoảng 100 km và cách thành phố Sukabumi trên đảo Java 104 km về phía tây. Nhà chức trách đã loại trừ khả năng xảy ra sóng thần.